Xin chào các bạn, xin trở lại với VK Open Tournament lần thứ nhất. Chúng ta có một trận đấu GVG giữa hai đối thủ VK iPhone màu đỏ ở vị trí 11 giờ và đối thủ TGC cường SKO, nhưng thực ra là đối thủ SKO Hunters trong màu da cam ở vị trí 8 giờ. Đây là trận đấu thứ hai. Đây là trận đấu thứ ba. Đây thực ra là trận đấu thứ ba giữa hai đối thủ và sẽ là trận đấu quyết định trong series giữa VK iPhone và cường SKO. Và có vẻ như iPhone đã xây 6 pool. Vâng, và anh ấy đã đặt một pool rất sớm. Có lẽ đây là một build rất mạo hiểm. Vâng, tôi nghĩ khác, tại vì trong những trận đấu quan trọng như thế này thì người ta sẽ thường không nghĩ đối phương sẽ mạo hiểm như vậy. Vâng, và trong map 4 người rất khó tìm. Tuy nhiên IVK iPhone đã nhìn thấy con Overlord của TGC cường SKO và anh ấy đã biết được vị trí của cường của TGC cường. Khá là may mắn. Vâng, đúng và vậy. Và bây giờ con drone đi dò này sẽ chắc là không biết làm gì nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là map như thế này thì khi 6 pool thì nên all in luôn với tất cả drone. Vâng, tôi nghĩ là khi mà người ta đánh 6 pool thì rất khó có build nào là 6 pool mà không all in. Nhưng có vẻ như là iPhone đã không vác cả drone đi rồi. Vâng, tôi nghĩ có lẽ là anh ấy vác drone muộn hơn một chút sang, vì drone thường là chạy nhanh hơn chó một chút. Vâng, nhưng có vẻ anh ấy không hề mang cái gì đi cả. Nào, chó chạy đến 295 anh ạ. Vâng, và VK iPhone đã rất lén lút xây một cái Spy Coral ở nhà của cường SKO, và như cường SKO không hề biết được cái sự hiện diện của một cái PC như thế này. Vâng, và anh ấy đã nhìn thấy và chuẩn bị ra để cắn cái Spy Coral. Trong lúc đó thì 6 giấc linh đang vào đánh anh ấy. Vâng, vâng, và phải rất cẩn thận. Phải rất cẩn thận, và cái Spy Coral đã được đặt xuống. Một Spy Caller đã đặt xuống trong main base, trong đằng phía sau của SKO Hunter. Và anh ấy đang thu tất cả lực lượng drone. Và liệu drone này có surround được không? Và tất cả drone đã surround đống cái Spy Caller. Vâng, vâng, và phải. Liệu chiến thắng sẽ thuộc về ai đây? Vâng, và có lẽ là chiến thắng có vẻ đang thuộc về cường SKO, trong khi vì anh ấy đã tiêu diệt được toàn bộ số lượng tiêu diệt được cái Spy Caller. Vâng, và bây giờ như có vẻ như cả hai đối thủ đều đang quay trở lại với vạch xuất phát. Không, tuy nhiên vạch xuất phát của cường SKO hiện tại đang có nhiều. Vâng, GG rồi. Tôi không thể hiểu được tại sao VK iPhone lại có thể give vâng. up sớm vậy. Tôi cũng không hiểu được nữa. Anh ấy có 5 drone, trong khi đó thì cường SKO có 7 drone. Vâng, và anh có nhiều hơn một con dẹp linh. Vâng, có lẽ anh ấy thần tượng Hydra chăng? Vì tôi thấy hoàn toàn anh không thua kém gì mấy, trừ một cái nhà ga. Vâng, thực ra thì tôi nghĩ là trận này khá là hay. Nếu như VK iPhone vác hết cả 5 con drone này đi thì rất có thể phần thắng ngẫu nhiên với anh ấy, chứ không phải là TGC cường SKO. Vâng, đúng vậy. Và trận đấu này đã kết lại series giữa VK iPhone và TGC cường SKO. Phần thắng đã thuộc về TGC cường SKO với tỷ số 2-0, và anh đã lọt vào vòng 3 của giải VK Open Tournament. 2-1. Tỷ số là 2-1. Vâng, tỷ số 2-1. Vâng. Cảm ơn anh.